Xin chào các anh em nhé, rất vui được gặp lại các anh em trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì bên Sơn sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc Toyota Altis đời 2016. Xe này thì là xe cá nhân, đã chạy được khoảng tầm 41.000 km. Tất cả những xe mà về tới bên công ty Sơn thì là hoàn toàn số km hoàn toàn đúng 100% nha. Tại bên Sơn thì không có được phép tua km. Có thể khi mà anh chị mua ở ngoài chợ thì chắc chắn cái số km nó sẽ là không là thật. Và bây giờ thì Sơn sẽ đi chi tiết cho anh em xem chiếc Toyota Altis này, cho anh em, những anh em nào mà không có điều kiện tới xem trực tiếp, coi từ xa để cho nó được chính xác hơn. Rồi, giới thiệu với anh em đây là chiếc Toyota Altis đời 2016 này. Xe này là xe màu đen nha, xe cá nhân chính chủ. Sơn đi một vòng chi tiết cho anh em để anh em coi được cái tình trạng ban đầu của chiếc xe nó như thế nào. Bây giờ thì Sơn mới đi qua một vòng ngoại thất của chiếc xe. Đây, anh em có thể kiểm tra luôn cả về thông số của lốp ha. Lốp này thì cũng chưa đến mức mòn lắm. Nếu anh em nào mà kỹ thì có vẻ có thể thay lốp để chạy cho nó an toàn. Còn đây là khoang động cơ này. Khoang động cơ thì sau khi về tới Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Sơn thì cũng có vệ sinh lại rồi, cho nên là nó cũng khá là đẹp và bắt mắt. Anh em có thể tham khảo nhé, xem này những cái chi tiết để chống chống va đụng. Những cái thanh răng này nó đang còn nguyên bản. Trong trường hợp mà xe mà có sự cố thì nếu có làm lại thì những cái thanh này nó sẽ bị biến dạng. Dù có làm kỹ cỡ nào thì nó cũng sẽ không được như ban đầu của một chiếc xe. Và bây giờ thì Sơn sẽ quay phía bên trong nội thất của chiếc xe. Bây giờ thì Sơn đi về phía bên cốp xe. Cốp xe này thì rộng thui rồi luôn. Anh em đi chơi xa có thể cho được 8 cái bia luôn. Tất cả những cái xe mà về tới Toyota Tân Cảng bên mình sẽ đảm bảo tất các hạng mục của xe, đã kiểm tra tất cả những hạng mục của xe như bao gồm là thủy kích và ngập nước. Cho nên anh em khi mà mua xe ở Tân Cảng thì hoàn toàn yên tâm về những cái vấn đề này. Và khi mua xe tại đây thì bên mình cũng sẽ cung cấp cho anh chị những giấy chứng nhận bảo hành, giấy kiểm tra tất cả các hạng mục của xe.
nếu như anh em mà cứ kiểm tra đối chiếu, trong anh em kiểm tra đối chiếu mà bất kỳ mà có một cái lỗi nào thì anh em bên Sơn sẽ đền bù 100%. Còn đây là bánh xe cua theo xe và bộ đồ nghề. Ok. Corolla tiết 1.8 nha anh em. Đây là các cái gioăng cửa, anh em có thể kiểm tra. Và tất cả những cái gioăng này là đang ở trạng thái là zin, chưa bị tháo nắp. Nãy giờ thì Sơn giới thiệu sơ qua chiếc Corolla Atis 2016 cho anh em xem. Đối với chiếc xe này thì bên Sơn vẫn hỗ trợ tối đa được khoảng tầm 60-70% giá trị xe nha. Vẫn áp dụng cái gói lãi suất cực thấp cho tài chính Toyota, đó là 5.99% một tháng. Khá là thấp và khá là ưu đãi. Anh em nào quan tâm thì hãy liên hệ với hotline ở phía dưới để anh em chúng tôi có thể là hỗ trợ và báo giá trực tiếp. Giá này thì vẫn còn có thể là thương lượng nhé. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất. Hỗ trợ tối đa từ 80-90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập.